đi chơi chung nô la đèn chung nô la 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 la. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Dù bạn đang xem TV trên điện thoại, máy tính hay TV thì nhớ vào kênh TV trên YouTube và nhắn Hồng Tân tiếng nha. Add it up. Tao nói rồi, thập cẩm mới là chân ái. Ai như cái nhân đậu xanh á, vừa ngọt vừa béo, không có ăn được cái gì vậy đó. Không ăn được hả? Mày nói chừng là chân đậu xanh dở hả? Đúng. Thập cẩm mày là thứ dở đúng không? Mỡ nè, lạp xưởng nè, thôi nghe thôi cái con mùi rồi đó. Xin lỗi mày nha, thập cẩm á là số 1. Không có gì thay thế thập cẩm á mày. Đậu xanh mới là thứ trên đời này. Ôi đây, vừa ngọt đời này. Không có gì ăn được mày không? Không có gì, không có mùi gì, không có cảm giác. Thầy coi trời ơi, vừa ngồi kém tụi em rồi. Đậu xanh là thứ mà Việt Nam ăn nhất cho. Ờ, mắc cười quá, nhưng thập cẩm ngon hơn. Cái đó phối hợp lại ra cái nhân thập cẩm, mày biết là người ta làm. Ủa sao nó phối hợp trời, ủa sao nó phối hợp. Mày biết là các nhà khoa học đã suy nghĩ ra để làm ra được cái nhân thập cẩm rất là ngon. Ủa mày ăn cái gì? Đúng, ăn cái gì? Ăn cái gì? Tao ăn hai mày đó. Ừ, ăn, anh ăn cái gì? Ăn cái gì? Cái gì? Anh ăn nhân gì? Đậu xanh. Gì vậy? Em ăn thập cẩm mà anh ăn đậu xanh hả? Chị đây! Phải câu nói câu khiến người thay đổi. Hiểu anh thì hiểu, hiểu. Chị hiểu đi, đi hiểu kìa. Có bánh như kia đây luôn mà. Ừ. Cuộc đời này nó ngộ. Thấy không? Mấy người yêu nhau á, nó ngộ xàm lắm. Đây. Giờ mọi người chọn màu đây, mình sẽ làm đen lồng. Đen lồng. Đúng rồi. Nó bạn lồng đèn đi. Đèn lồng có chịu. Quăng vỡ. Mình sẽ chọn màu hồng. Tao lấy màu dạo quang. Xanh đi. Màu hồng đi. Không, tao chọn màu dạo quang. Bây giờ mình sẽ làm. Không quan tâm. Đồ màu cái thuốc làm gì vậy? Cái gì vậy trời? Bạn đang nhìn thôi. Thôi, anh làm màu hồng với em. Chuyện này. Chuyện gì này? Cắt chiều này cái lồng đèn nó mới tròn được, cắt chiều cái lồng đèn nó dài. Rồi giờ làm đây. Trời ơi, sao có cái kéo không nhờ? Gì thiếu chuyên nghiệp vậy trời. Coi là Hồ biến ra ba kéo nữa nè. Đứng hình. Vì đây kéo nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Ok, có kéo nha mọi người, có kéo, có kéo. Đù. Hay 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 hay. Ok, bây giờ mình đã có kéo rồi, mình sẽ cắt lồng đèn. Mình sẽ xếp. Trời ơi, tiệt chiêu của người ta nhìn trời. Em quen với anh không biết làm. Cái gì vậy em? Mấy đứa tự hết đi. Không biết làm, mới cho con mới làm, biết làm chứ. Thôi, tự cắt nha mọi người. Mình mua mì tôm á, xong rồi nó có lồng đèn xong á. Gì vậy em? À đúng rồi, hồi đó mua mì tôm á, cái nó có lồng đèn ở trong á. Đèn con cá. Xong cái tôi chơi cái trái cái lồng đèn luôn. À lồng đèn nó có đèn á hả? Lồng đèn hao mà miếng giấy. Vậy là hồi đó mày không ăn mì hả? Không. Trời ơi trời, mày phải ăn mì lúc đó mày biết được là trong cái thùng mì đó sẽ có một cái Ừ hồi xưa tao nhớ là tao lúc vào Tết Trung Thu đúng không? Cái rồi tao có ra ngoài mấy cái chỗ mà đậu chúa á, hay lấy lồng đèn ngoài đó đó. Thôi sao lại ngồi giống anh vậy? Chắc do hai đứa mình hợp nhau đó. Xong hết luôn à? Đúng rồi. Trước kìa. Đây coi coi não thuật nè. Nè thấy cục băng keo hết đúng không? Nhìn kỹ nha. Nhìn nè. Đi lấy cục băng keo nhanh 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 nhanh. Ô. Ảo quá ta. Ôi anh làm ảo. Ảo quá hả? Má gương, gương. Thật là má gương. Ôi trời, hay quá chúc chị em Phú. Để Phú có gì kiểu thiếu gì em cũng hô biến em anh. Rồi, làm sao nữa? Về dán lại thôi. Chị không chỉ đâu. Banh cái này ra. Rồi như vậy là xong, hiểu chưa? Mày dễ gì mà không chỉ đâu mày. Dán băng keo vô, đó. Lần đầu tiên là lồng đèn. Bây giờ mình làm một cái gì? Cái ấy. Cái này cái gì? Gì này, cái này gọi là cái gì? Hả? Cái này vịn. Cái tay vịn là cái này. Chỉ anh.
Chị Anh ơi, mày không biết làm hả Lô? Thật sự đấy. Nhìn, mày cắt nè. Đúng rồi. Đó. Đẹp liền. Đây đây con mày á. Đã làm xong hết lông đen rồi. Và ôi mấy người kia, anh bắt vô gà em. Dò dẻ quá. Nhìn hết chứ chỗ nào. Giống màu quá, làm gì cũng giống quá đó. Này của em lượm, này của anh tất cả. Ta làm gì cũng làm theo. Anh có đợi. Mấy người này đồng hàng mọi người ơi. Của tôi nè, nó khác. Thấy không, tiếng với Lô là khác nhau. Tự nhiên em làm này chúng ta làm giống em là sao. Tớp 1 tôi, anh tớp 1 rồi. Anh bắt vô em á. Bây giờ ngộ ha. Và các bạn thấy cái lồng đèn nào đẹp nhất á thì nhớ comment bên dưới để bình chọn cho tụi mình nha. À, mã số con phố là 01. Mã số là 02. 03. 010. Nhớ bình chọn những cái lồng đèn đẹp nhất nha mọi người. Sao mẹ không lấy 04? Em có xa xôi hơn. Ủa, mà bây giờ mình là lồng đèn không, mình làm gì nữa? Xin chào chung đâu. Đó, đúng rồi, lại xong rồi. Cái gì cũng hỏi. Chị cũng hỏi đó, làm đèn xong ở đây ngủ. Về đang muốn làm gì đó. Ủa, cái này là con mà anh nói hả? Ừ. Con gà đây là con chó mà. Mày chửi vậy mày? Ý con chó này. Mày biết dịch kiếm được con này là cực lắm không? Tao phải đi lên tao chôm đó. Con này căng cái bàn. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Ngoài. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Xin bị lớn rồi. Mấu hồ luôn á. Qua thì mệt. Mày không chứ ai? Mày đâu chạy hoài. Mày con có kỹ gì hết à? Tao kỹ không kêu mày. Mày á. Thôi được rồi, đứa nhịn câu đi. Hồi nãy ăn bánh trung thu không cãi, giờ cũng cãi. Nó thừa hoài. Cũng mệt hả? Tự nhiên nhớ quên gia đình quá. Rồi nha. Tự nhiên nó làm anh nhớ nha. Hay là mình gọi cho về cho gia đình đi. Để em gọi. Ồ, mày gọi trước đi. Gọi cho ai à? Ba mẹ có xài iPhone không ạ? Ừ. Ủa, đẳng cấp. Xài smartphone điện thoại 3. Ừ. Ừ. Được. Đâu cho xem mặt ba mẹ coi. Hello ba. Hello mẹ. Hello cô. Hello chú. Ba mẹ phải không? Này làm gì rồi? Đang có bùi đồ ăn đầy đủ ở nhà không? Đó. Nè, đây là Hello cô. Con chào cô ạ. Anh chị với con là đó. Con là Lô ở đây nó hay đánh con lắm, nó hay kiếm chuyện con lắm. Mày kiếm chuyện tao á. Để tao giới thiệu coi. Chào cô, con là người đàn ông chững chạc nhất trong gia đình. Làm lúc nào tiền vợ cũng giữ và làm là phải xin cô. Ôi điêu quá, không tin đâu nha. Con sẽ huấn luyện thằng Loke trở thành người đẹp trai và tài năng và sợ vợ giống như con. Nó ở đây là nó hay kiểu ăn hiếp mấy người trong đây á cô. Dạ đúng rồi, công ty có hai đứa gái mình ăn hiếp. Sao hát gọi điện ba mẹ tao nói bốc phốt tao dưới mày. Đâu? Con không hề bốc phốt đó nha cô chú. Con không hề bốc phốt đó. Con ngoan không à mẹ? Con ngoan không? Con ngoan, mẹ nói con ngoan đi. Đúng rồi, ngoan. Rồi nha ba mẹ, sức khỏe nha. Giờ con chuẩn bị quay tiếp rồi nha. Bye bye. Cho tao bye bye cô với mẹ. Bye bye cô, bye bye chú. Wow. Rồi. Thôi, tao không cho mẹ xem mặt ba mẹ tao đâu. Mẹ, ừ, kệ mày, tí tao lên phòng tao mới gọi. Đúng rồi. Để mình gọi đây cái nó ngồi nó bóc phét mình nữa. Mất công chút bị phốt bữa cùng với người ta. Cùng với người. Vâng thưa mọi người, thì clip của Heavy hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn thấy clip này hay, nhớ lại cho Heavy một like chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký và đừng quên đăng ký hết tất cả các kênh của Heavy nữa nha. Bây giờ mình đi lên trên mình gọi cho ba mẹ mình đây. Bye bye. Rồi các bạn cũng vậy nha. Tao đi đây. Gà, trẻ hóng, người già chơi ga nhớ nút like rồi chia subscribe.